Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 10 hôm 16 tháng 5 đưa ra nhận định rằng kinh tế tư nhân của Việt Nam đang phát triển rất tốt. Đây là một phát biểu đáng chú ý của người đứng đầu đảng, luôn kêu gọi củng cố vai trò của kinh tế nhà nước. Từ Hà Nội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, lời phát biểu của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một bước tiến đối với tình hình kinh tế tư nhân hiện nay, và có thể thấy được Việt Nam đang hướng đến cơ chế cố gắng không phân biệt đối xử, môi trường cạnh tranh bình đẳng. Cách đặt vấn đề của Tổng Bí thư nó cho thấy là nó có một cái thay đổi, tiếp tục thay đổi trong cái đánh giá cái vai trò của kinh tế tư nhân. Bởi vì là cách đây 5 năm thì chính Đảng Cộng sản cũng đã công nhận rằng là kinh tế tư nhân là động lực phát triển quan trọng. Nhưng bây giờ thì mới còn mấy năm vừa rồi thì kinh tế tư nhân nó có khởi sắc lên, nhưng mà nó vẫn còn bị cái cơ chế, nó vẫn còn bị phân biệt đối xử, nó vẫn chưa được bảo đảm các cái điều kiện phát triển cho nó thuận lợi. Cho nên là Tổng Bí thư thấy rằng có lẽ là cần phải tiếp tục giải tỏa hơn nữa, không nên kỳ thị. Trong buổi diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 diễn ra vào 2 ngày 2 và 3 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng thừa nhận còn nhiều rào cản, vướng mắc về mặt thể chế và pháp luật trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp tư nhân. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, tình hình kinh tế tư nhân trong nước tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Cụ thể theo bà, số liệu thống kê hiện nay cho thấy có khoảng 700.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động ở Việt Nam, chưa tính khối đầu tư nước ngoài, cũng là một bộ phận của kinh tế tư nhân. Những năm gần đây lại hình thành nên một số đoàn kinh tế tư nhân rất là lớn, càng ngày càng phát triển rộng lớn và hoạt động trên nhiều mảng. Nếu như ban đầu họ bắt đầu chủ yếu bằng bất động sản, thì bây giờ họ đang làm sang nhiều ngành công nghiệp, nông nghiệp, rồi các dịch vụ giáo dục, y tế, rồi kể cả tham gia và đầu tư vào những ngành lớn như ngành ô tô, hoặc là bắt đầu làm cả điện thoại di động, rồi các sản phẩm công nghệ cao họ cũng đang đầu tư. Thì tôi nghĩ đây là cái biểu hiện của sự phát triển và sự lớn mạnh của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam lên. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ riêng trong năm 2018, có đến 131.275 doanh nghiệp đăng ký thành lập, trong đó gần 128.000 công ty là doanh nghiệp tư nhân. Trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính có đăng tải thông tin cho biết, tính từ năm 2010 đến nay, nền kinh tế tư nhân đóng góp trên 43% GDP cả nước. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cũng cho rằng, trong khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam, chừng 97% là doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, phát triển không bằng những doanh nghiệp tư nhân lớn. Bà giải thích. Số lượng thì ở rất đông, nhưng mà năng lực của họ thì cũng vẫn còn yếu về nhiều mặt. Là trong năng lực yếu thì nó có lý do là tiếp cận với các nguồn lực khó khăn. Ví dụ như các nguồn lực như tài chính, tín dụng, về đất đai, rồi các nguồn lực khác, hoặc là các đầu tư mua sắm công chẳng hạn, thì khu vực tư nhân cũng rất khó vào được cái mảng thị trường lớn đó. Bây giờ ngay cả những cái như thông tin hay là nguồn nhân lực chất lượng chẳng hạn, thì đối với khu vực tư nhân cũng vẫn còn khó khăn hơn so với khu vực nhà nước hoặc là đầu tư nước ngoài. Vấn đề chính phủ Hà Nội hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp nhà nước luôn là vấn đề được các chuyên gia kinh tế đưa ra trong những năm qua. Xác nhận thực tế này vẫn còn trong môi trường kinh doanh hiện nay, bà Phạm Chi Lan cho biết. Cho đến gần đây thì doanh nghiệp nhà nước cũng vẫn được nhận được nhiều sự ưu ái, sự hỗ trợ của nhà nước. Tất nhiên là nhà nước bây giờ khi đầu tư thì họ sẽ đầu tư chủ yếu vào doanh nghiệp nhà nước thôi. Bởi vì nhà nước rút ra khỏi thị trường dần, và cái mảng thị trường mà tư nhân làm thì nhà nước không đầu tư vào đó nữa. Thay vì đó thì khi nào cần thì nhà nước lại áp dụng cái cơ chế là công tư, hợp tác công tư theo dạng PPP đấy, để có những dự án nhà nước cũng bỏ vốn và tư nhân cũng bỏ vốn cùng nhau làm. Thì đấy nó lại là một trạng thái khác. Nhưng mà nói chung thì đầu tư của nhà nước sẽ dành tập trung cho khu vực kinh tế nhà nước. Khu vực này ở Việt Nam hiện nay vẫn còn khá là lớn, nhất là về cái việc tiếp cận nguồn lực và sử dụng các nguồn lực. Tuy nhiên vai trò của họ thì nó cũng có những mặt rất quan trọng, và có những ngành là những ngành lớn cần thiết cho tất cả các ngành trong kinh tế quốc dân Việt Nam, ví dụ như là năng lượng chẳng hạn thì vẫn nằm trong tay doanh nghiệp nhà nước. Do đó chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng việc tạo ra sự cân bằng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cần được chính phủ Hà Nội quan tâm và thiết lập rõ ràng hơn.
Đồng tình với quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên nhận xét. Tuy là khó khăn, tôi nói cải cách, những cái bước cải cách của Việt Nam nó đang diễn ra khó khăn, đặc biệt là thủ tục trói buộc doanh nghiệp hiện nay còn nhiều chuyện lắm, rồi hiệu quả làm việc của cái bộ máy nhà nước nhiều chuyện lắm. Cơ chế phân bổ nguồn lực nó còn nhiều chuyện, nhưng mà rõ ràng là cái nỗ lực nó đang có kết quả tích cực, tuy là chậm nhưng mà tôi cho rằng như thế là chắc chắn và nó bảo đảm cho một cái thay đổi nó không thể đảo ngược được. Thì đấy là cái điều mà rất là đáng hy vọng. Cũng trong Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ kỳ vọng doanh nghiệp tư nhân trong nước sẽ phát triển và vươn ra thị trường thế giới. Tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân vừa qua, giới chức nhà nước Việt Nam cũng nhắc lại mục tiêu đặt ra đến năm 2020 sẽ có 1 triệu doanh nghiệp tư nhân và cố gắng nâng tỷ trọng đóng góp lên đến 50-60% GDP. Việt Nam từ năm 1996 đã đặt ra mục tiêu giảm số doanh nghiệp nhà nước có quá nhiều và làm ăn thua lỗ từ 12.000 doanh nghiệp xuống còn khoảng 100 doanh nghiệp vào năm 2020. Tuy nhiên, theo một số bài phân tích mới đây của nhà báo David Hutt trên Asia Times, số doanh nghiệp nhà nước vào năm ngoái ở Việt Nam vẫn còn khoảng 500. Các doanh nghiệp nhà nước được cho là ngốn nhiều tiền, ít mang lại lãi, trong khi lại có cơ chế quản lý yếu kém. Trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không quên nhấn mạnh đến vai trò của doanh nghiệp nhà nước. Ông đặt câu hỏi, kinh tế nhà nước có mặt tốt, nhưng vừa qua có rất nhiều thất thoát. Nhưng từ chỗ thất thoát như thế mà dẫn đến coi nhẹ kinh tế nhà nước, chuyển tất cả sang tư nhân thì có đúng không? Nguyễn Phú Trọng muốn loại bỏ công ty kém, tham ô. Một ý kiến bình luận nói Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn thay chiến dịch chỉnh đảng nhắm vào các công ty nhà nước làm ăn thua lỗ. Bài nhận định của nhà báo David Hood hôm 14 tháng 5 với tựa những lý do thật sự của làn sóng chống tham nhũng tại Việt Nam mở đầu bằng việc nhắc lại câu đánh chuột không để vỡ bình của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Điều ông Trọng muốn nói đó là chiến dịch sẽ không để gây hại cho chính Đảng Cộng sản. Thế nhưng chiến dịch chống tham nhũng từ năm 2016 đã xử lý nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước cũng như các quan chức hoặc chính khách có nhiều quan hệ. Phải kể đến là cựu chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm và cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng. Petro Việt Nam cũng hiện đang bị soi đèn trong vai trò đầu tư và mất hơn nửa tỷ đô la vào các dự án tại Venezuela. Theo tác giả, đã có một số lý do mà giới quan sát lâu nay vẫn gán cho cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng. Ví dụ như, thứ nhất, từ năm 2016 tới 2017, chiến dịch muốn loại bỏ các lãnh đạo doanh nghiệp và chính khách gần gũi với cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thứ hai, chiến dịch mang tính chất đạo đức nhằm loại bỏ những đảng viên bị cho là không trung thành hoặc không còn đủ lý tưởng chính trị. Lý do mới. Nhưng bây giờ, tác giả David Hood cho rằng có thể chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng được hướng tới một mục tiêu mới. Lần này là để cải thiện kinh tế Việt Nam, bớt đi mục tiêu chính trị. Điều mà Đảng Cộng sản đối diện là hệ thống kinh tế có quá nhiều công ty nhà nước, 12.000 vào năm 1996 và còn khoảng 500 vào năm ngoái, mặc dù chính phủ muốn giảm xuống còn 103 vào năm 2020. Hệ thống các doanh nghiệp nhà nước này ngốn nhiều tiền, ít khi mang lại lãi và có cơ chế quản lý yếu kém. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng khi tài chính nhà nước trong tình trạng mong manh, nợ công tăng và thâm hụt ngân sách trong những năm gần đây. Trước thách thức về doanh nghiệp nhà nước, David Hood nhận xét Việt Nam có 3 lựa chọn giải quyết. Thứ nhất là tăng cường rà soát và tăng chi cho các doanh nghiệp nhà nước, là cách mà có thể không thấy lợi tức đầu tư tốt trong tương lai nhưng sẽ đảm bảo sự hỗ trợ cho đảng về ngắn hạn từ giới giám đốc điều hành các công ty nhà nước và nhân viên. Sự lựa chọn này giúp tránh để khu vực tư nhân lấn át toàn bộ nền kinh tế vốn do đảng định hướng. Giải pháp thứ hai là thoái vốn nhà nước khỏi các doanh nghiệp quốc doanh và bán tất cả các doanh nghiệp nhà nước và huy động hàng tỷ đô la trong quá trình này. Chẳng hạn như thương vụ bán Sabeco với giá 4,8 tỷ đô la vào năm 2017 và sau đó tập trung vào quản lý kinh tế từ xa. Giải pháp thứ ba, theo tác giả là thoái vốn từ càng nhiều công ty nhà nước càng tốt và chỉ giữ lại các công ty làm ăn tốt. Hướng đi này thực ra là có sự can thiệp của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, hay còn được gọi là siêu ủy ban, nắm 19 tập đoàn lớn với tổng trị giá tài sản khoảng 99 tỷ đô la. Theo tác giả,
Rõ ràng là Đảng muốn có sự giám sát nhiều hơn về các doanh nghiệp nhà nước lớn nhất và có lẽ nắm được rõ ràng hơn về năng lực của các doanh nghiệp này. David Hood cho rằng, từ góc nhìn của Đảng Cộng sản, có lẽ lựa chọn thứ ba là ưa thích nhất. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là giới đầu tư tư nhân thấy có quá nhiều rủi ro, chẳng hạn như việc Vinalife phát hành IPO với việc bán 1% cổ phần của hãng. Nói cách khác đi là chỉ có công ty nhà nước nào làm ăn có lãi, tức là chính các doanh nghiệp mà nhà nước muốn giữ lại, thì tư nhân cảm thấy hấp dẫn bỏ tiền vào để đầu tư. Vì vậy, tác giả cho rằng có vẻ như điều mà Việt Nam đang làm bây giờ, đó là tìm ra các công ty nhà nước làm ăn tốt nhất và loại bỏ các công ty kém cỏi tham ô. David Hood là một nhà báo chính trị đóng tại Campuchia và đóng góp bài vở cho tờ Diplomat và các ấn phẩm quốc tế khác. Bài bình luận của ông David Hood tình cờ lên mạng Asia Times tối hôm 14 tháng 5, đúng cái ngày mà Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở lại trên truyền hình nhà nước sau một tháng nghỉ ốm. Hôm 14 tháng 5, tại một cuộc họp được tường thuật, ông Trọng nói phải làm tiếp một vài vụ cho ra vụ. Các đồng chí không được nghỉ ngơi, không được có cái gì người ta cảm thấy là trùng xuống cả. Có khi phải làm mạnh hơn nữa thì mới tốt.